À, mua bà bò qua qua kênh không dùm bò mà bò giờ giá giờ được không? Lượng con hỏi đẹp không? Được. Nhà ông đây gần gần đường còn giết bộ không? Đi vô bây giờ chị đi hai con phê không? Đi 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 vô chuồng mà giờ không có chủ đâu biết ngõ vô hả nào. Con đen là sao này nó lên lên hàng tấn á chứ không phải lên bình thường đâu. Đi vuốt con này 5 tháng con kia 7 tháng. Bò tiếng bò hàng tiếng tròn mà quay người á quay người để lên kênh chứ. Hai lại một ngày mới bắt đầu. Còn TV xin mến chào quý cô chú anh chị, quý bà con nhân nuôi gần xa. Hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2023 dương lịch. Và sáng hôm nay cuộc hành trình vận chuyển tổng quan xéo con 3B về cho các vị khách ở Phú Yên nữa bà con. Đó thì sáng hôm nay thì mình chia sẻ với bà con xéo con này thì mình giao cho 4 người. Và trong 4 người này toàn là khách tin tưởng theo dõi kênh rất là nhiều năm và thói bò mình giao ở Phú Yên bà con nuôi phát triển nên là mua thử nuôi thử nên là chia sẻ với bà con có 2 người mỗi người mua 1 con. Và có 2 người, mỗi người mua 1 kẹp. Đó thì xéo con này giao cho 4 vị khách ra sao. Và hàng 3B nhỏ nhỏ tiền, bò đẹp như thế này giao cho các vị khách đó có ưng ý, có hài lòng hay không. Thì mời bà con cùng theo dõi hết video để biết. Ngày mai mình thì có chuyến bò về Gia Lai. Và trời chuẩn bị sắp có một đợt mưa to nên là chắc là mình giao bò Gia Lai mình nghỉ vài hôm. Đó và cuộc hành trình này như thế nào, mời bà con đón xem hết video để biết. Đồng thời theo dõi nhiệt tình những video tiếp theo của Tuần TV làm trong những ngày tới nhé bà con. Cảm ơn bà con rất nhiều. Cùng bắt đầu nội dung video với mình nào. Let's go. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi, trước màn hình quý vị anh chị và các bạn là xéo con 3B khi nó đứng ở trên xe như thế này. Đó thì kèo xe của mình là 1m1, đó thùng xe của mình là 1m4. Đó thì bà con có thể hình dung và so sánh cái con bò. Đó thì bò này thì rơi vào tầm 35-36 triệu một kẹp thôi bà con. Đó, rất là nhỏ tiền nhưng bà con có thể nhìn nghĩ như con 3B Ren đứng sau đây. Là mình tuyển cho bà chị ở khu vực Xuân Quang 3. Đó thì chị nói là theo dõi kênh và biết cái cách em mua bán tiền tưởng rất là nhiều. Em lựa cho chị một con, đó cũng không cần xem bò. Đó, mua bò bằng niềm tin nữa bà con. Mua bò qua mạng mà theo dõi kênh như thế nào mới tin tưởng và mua bò không cần xem. Đó thì mình tuyển cái con 3B Ren như thế này, mình giao cho chị giá 18.500. Đó và trong 4 người khách mua bò ngày hôm nay của mình thì có một vài người là yêu cầu là không được quay video cảnh xuống bò. Em quay trên xe sao em quay cho xuống bò thì không được quay. Nên là mình quay video chi tiết để bà con tham khảo. Còn cái con 3B đứng sát giữa con 3B bông và con đen này á là 16 triệu mình báo giá ngày hôm qua. Đó, kẹp đen này á thì giá 35 triệu cũng giao ở Xuân Quang luôn. Còn con 3B bông với lại con 3B Mỹ Pháp thì trong lô 9 con mình đã báo giá để cho quý bà con tham khảo rồi. Đó thì chia sẻ quý bà con kẹp đó thì mình để cho bà chị ở trên Trà Cơ giá là 36 triệu công khai báo giá chi tiết trước khi giao bò. Và những vị khách nào cho phép giao bò, cho phép quay cảnh giao bò thì mình sẽ quay video chi tiết để bà con tham khảo cho nó rõ ràng. Còn những vị khách nào không cho phép quay khi mình giao bò thì mình xin phép là không được quay và mình công khai báo giá như thế này để cho những vị khách bán bò cho mình cũng như là bà con theo dõi kênh biết được cái giá bò mình bán và giá trên đã bao vận chuyển hoàn toàn rồi nhé bà con. Và nếu mà bà con theo dõi kênh mình lâu thì biết bò mình bán là mình đã bao vận chuyển khi báo giá trên kênh. Đó, vì là mình có xe nhà, công việc xa gần gì cứ đổ dầu vào chạy. Đó, như vậy. Nếu mà bà con ở khu vực gần quá mua á thì mình đỡ được cái chi phí tiền dầu, tiền xe mình đi vận chuyển thì mình bớt lại con vài trăm lọc nuôi để bà con chăm sóc con bò cũng như là phát triển cái con bò nó nhanh hơn. Còn nếu mà bà con ở xa mua á thì mình chia sẻ với bà con là giá như trên đã bao gồm phí vận chuyển. Đó, nó như vậy. Công việc sáng hôm nay xéo con như thế này và bắt đầu cuộc hành trình giao bò với mình. Mình sẽ quay video kỹ hơn khi mà giao bò
các vị khách cho phép quay bò cánh xuống và giao. Rồi, bắt đầu cuộc hành trình với mình nào. Let's go. Mấy giờ sáng tới nhà đầu tiên mà đường chật quá. Trời sáng nay mưa mưa sao nó không được sáng lắm. Em đi hầu 3 giờ sáng. Giờ bây giờ đi tà tà rồi đứng thêm bò nữa. Đứng dầm chơi. Đi xuống. Rồi chị ném em lên lừa nè. Coi. Đi xuống 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 xuống. Rồi. Đi. Đi vô 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 đi đi. Em lừa nó đi kìa. Không sao đâu. Đi. Cao dài đá không vậy? Hầu giờ tiên tướng tiếng con độc, ăn uống tốt về nuôi lấy tiếng. Dạ. Đó, bà chị mua bò mà nói chung là mua theo dõi kênh rồi tiên tướng thôi chứ còn không thấy bò. Mình tiếng con Barbarian cực kỳ độc luôn. Để cho chị nuôi. Đó, đi đi đi. Yeah. Đi. Lai rồi lung tung các kiểu. Đó là đứng được hai con rồi, cứ chị mua về con vậy nuôi thứ hả? Anh thưởng con hả? Nó như thế nào hả? Lật đật gì đâu. Xô, ông nào thôi về ăn uống không? Miễn chứ em ngon rồi, em uống tốt lắm. Giờ mình để tèn rơm có. Dạ. Có giờ để ít lắm em cứ theo lục ấy. Dạ. Đó, bò công khai chi tiết 18.500 con như thế này. Đó, chiều cao nằm tầm 1m12. Đó, chân trụ rất là to ba bê răng. Con đùi phê cực kỳ độc luôn. Giờ con đầu tiên, sáng nay đi xéo con. Giờ đây kể tháng biết nha. Yeah. Một đồng thầu mới cua đều lên tới tháng nhà thờ. Dạ. Yeah. Tới cái nhà thờ ấy. Dạ. Yeah. Xong rồi cua vô. Rồi tới đường chính. Dạ, yeah, tới đường chính. Dạ. Yeah. Lên tới nhà thờ rồi bắt đầu. Cái đường đó nó đụng đường chính là được rồi. Đó, à. Thì tới nhà thờ xong rồi cua vô. Đụng đường chính. Xong rồi đi lên. Dạ. Yeah. Rồi, đó. Rồi ok. À, mua bà bò qua kênh không dùm bò mà bò giờ giá dở được không? Lượng con hỏi đẹp không? Được. Cái xe không? Không được. Ở đây mấy cái nhà buồn đến đây. Chị ngại. Dạ. Yeah. Tiếng bò sợ nó không chấn hơn về nuôi. Thì nó không ra bò. Hầu năm trước chị mua cặp lai, mua bé 1 triệu, một năm bé 4 triệu. Ôi ôi. Chạy nước mà nó không lên. Đù con kia phối mà cái mắt. Cái em. Dạ. Dạ. Đi đi bé 4 con cái giờ yeah. Đi. Biết phải chúa chứ không biết mà chị khó bé thế mà. Dạ. Yeah. Còn là ít bữa nữa là nó bứt đen mung á. Con của em đang giận là con của chị đang giận. Đen không? Đen thui liền, nó đen cái mắt rồi đó là chuẩn bị nó đen. Dạ. Đấy là cơ quan chưa? Chị mớ cái đây, chung quà này chị mớ bé hay chưa? Dạ. Yeah. Ốm, uống bò cái không? Ốm. Nuôi kẹp bò lai rồi bò cái rồi lung tung các kiểu ấy. Uống được không em? Uống được, thứ gì cũng được hết á. Ăn được, uống được. Về chị nuôi tầm không cỡ tầng ấy, gọi thui vô nó tiêm tới dung nha. Giờ bò vaccine đầy đủ hết rồi. Tiêm vaccine còn giấu sao mông kìa. Dạ. Ê, 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 ê. Đã, cao dài. Gốm chân trụ giảm da hôm giờ chị coi lâu không đâu mẹ biết sao mua ở mấy cái sản phẩm rồi dạ dạ mà ông chồng chị ông đi làm rồi ông nói chứ mua vậy ở đây mệt quá em bán ở trên kênh này 4-5 giờ rồi mà bà con ở khu vực Phú Yên này mua rồi em quay lại em xem bò em quay chị coi chứ ai đâu mà chơi tiếng nào đâu cứ coi em biết rồi cho nên mày dám tự tiên đẹp chứ không sao dám. Đâu công chuyện giỏi. Dạ. Ừ. Nhà ông đây gần gần đường còn giết bộ không. Đi vô bây giờ chị đi. Bò 35 triệu kẹp bê cỡ đôi mà xuống trại lựa gì có là đi hàng đời mà mấy em là cứ bốn mấy không ạ à. Vẫn có bà mới đâu nói thì con dâu này chuyển khoản hả dạ cũng được cũng được dạ rút khu coi số tài con hết mà đi
Cột là con ô. Con ô đây. Con này cỡ mấy tháng vậy? Hàng đời 6 tháng. Cây sữa hoàn toàn. Không muốn liếm nữa hết, về là ăn uống không? Đi. Cho dính vào đây à. Nào, em qua. Ngon à, ở đời mùa của em nhiều lắm đấy chứ. Hả? Cái đoạn dư là hai cái ông qua này giao ông xem. Dạ, con nói 19 rưỡi ấy, bao giá trong cái lô mà chín con ấy. Con này 19 rưỡi đúng không? Dạ. Xem con thấy con đấy. Lâu lên rồi mà, ý là nấu chốt rồi, ngày em à, bữa hẹn lại bữa nay mới giao rồi chứ. Dạ. Yeah. À, giờ nấu chốt chút mà. To cao mà con nói gỗ sắt cho nó không có pin. Còn hai con đó là pin thiệt. Rồi, ổn định. Lấy rôm bỏ vô. Còn thích mềm mà lấy cái da dù giảm ấy. Làm da bị. Chắc chưa biết nghe không biết. Biết hết trảm cho bò bà bê thứ gì nó không biết. Dạ. Dạ cho nó tài khoản rồi nè. Hai con phê không? Đây đây đây. Đây. Vô chuồng mà giờ không có chủ đâu, biết ngõ vô hả nào. Con đen là sao này, nó lên hàng tấn á, chứ không phải lên bình thường đâu. Con kia bữa em mới dắt về nó dậy voi nó cốp. Mà bữa nay ôi vô. Ăn mấy ngày nó thanh tưng ra. Ê. Vô. Từ từ, từ. Có uy tín có thương hiệu rồi là từ từ. Yeah. Cứ bò về rồi là nuôi, thời gian nuôi, thấy tốc độ phát triển là biết. Đi, vô. Đi. Vô. Quê còn đen là thấy độc không? Đen nhìn thấy rồi chân trụ nó lạnh người luôn ấy không thấy. Bước. Vô chuồng đứng cho nó ngon lành. Đi vô. Con này 5 tháng, con kia 7 tháng. Má chạy bè mơ ngồ luôn mình. Nguyện luôn 7 tháng à. Bò tiếng, bò hàng tiếng chọn mà. Mình quay người nào đây. Quay người á, quay người để lên kênh chứ. Quay ông mấy. Hàng bò người nhiều mà không có chủ. Đêm hôm vậy nói 10 giờ vậy mới tới nhà, hồi nãy lên nhà anh em bốc còi đấy. Em tính vô nhà anh uống trà mà nghĩ chết nắm còn chết lo đi nắm nhưng không có nhà. Không không, nói cái điện thôi, nói anh với ai nữa. Dạ thì nói nhà của chị vị trường đấy á. Được không? Bà 6 triệu 19, 17. Chất lượng từng con vậy á. Chân trụ dai đùi vậy đó, cấp mình là nó phải kháng. Con nào nuôi lên cũng đã hết á, anh thấy con nào nuôi lên cũng kiêng hết á. Hai con đây giờ cái con lớn thì thấy bông nhìn thấy hết, chứ mà nuôi lên là cái con đây nó mới chất lượng này. Con đây mẹ đờ ru khủng khiếp luôn. Cái con đen sao này nó mới chất lượng này, giống hay con bông đấy lạng hoàng. Cái con đen này nuôi thời gian dài, đường dài, con đen này nó lụm luôn á. Này 5 tháng còn quá trời mà. Bảy hết rồi, ai mua nó mua nữa đâu. À, nhiều sao mà nhiều. Đêm nay em mọc hình như là kiến luôn á. Hai con đây mà nuôi lên anh phải thói bò nghe, không phải đơn giản đâu. Nuôi thứ là biết mấy nem muốn mấy nem mấy bò đây muốn bán hồi nào bán, mà nuôi đường dài vẫn có lời, giờ không phải như là dòng mẹ mà nhỏ mẹ nhỏ nuôi lên tầm 3 mấy lo bán chứ không nuôi nữa lỗ. Còn bò ở đây là muốn nuôi nhiều nuôi. Cứ càng nuôi càng lên thôi, giờ sát ở đâu có hạn chế đâu. Con đen quá mà con đen nói cay sữa máu vừa xem cô. Nó còn rút sữa nó chưa lại đâu. Nó mà nó thắng lên như con đôi là. Dạ. Thắng lên như con đôi là. Đẹp lắm. Đây chắc cô bé bỏ vô đây luôn.
Thầy cô có miếng bằng. Thả vô thử coi anh ngon. Cho miếng coi cô ba. Cho miếng có, không biết anh quá à. Bỏ đây chắc không biết anh có quá. Rôm. Thứ gì nó không lụm. Nó đứng ở nhà em nay 3 ngày rồi, em biết cái kẹp đôi chưa. Nó ăn miếng bằng luôn. Nói về cái đồ ăn là kẹp đôi ăn miếng bằng vậy rồi. Anh sợ không có cho anh luôn á. Có cua anh không? Không có cua cho anh luôn á. Mà. 82 triệu hai con. Ôi trời ơi. 18 triệu con. Gì? Gì cũng được. 82 triệu hả? Bây giờ họ thiệt à. Chất lượng cái này gom lắm á. Cái đó không có thiệt. Ủa 1 triệu 82 triệu 82 triệu chứ mấy. Không có cái cọc. Cọc lại nó cọc cái gì chứ. Cho hai con rồi làm phép không gì là làm đây chú đấy rồi chú làm phép không vậy ông lúc ông đấy làm phép là tôi làm phép ông đấy chị mua mà chị còn do dự kiểu như hầu giờ chưa nuôi ấy rồi chị nói thâu tiền tuôn em mà cứ em lựa ấy. Nói rồi yên tâm bỏ dạ ngầu nhà mua ông anh đây ông cũng ngầu nhà ông mua nè mới giao ngày hôm kia rồi chứ mới đọc lắm gì cũng được rồi đó gì đâu ăn rồi đó cái kẹp đôi cho nó đứng ở chuồng em nay cũng mấy ngày rồi em biết nó ăn thâu cho đừng nói đúng chính xác á là cái kẹp đôi là chốt cho ông chú Xuân Phước chứ không phải là cho chị đâu mà ông chú Xuân Phước bán bò chưa được là ông điện lại nuôi chết rồi giờ nó vô nó hối nó cạp bò rồi mà bây giờ nó không mua con ư dạ là thâu chốt cho chỉ chứ gì đâu cái trật kệ nó đứng nó ăn hay sao con đôi nó nhỏ thôi nhưng mà nói về cái tốc độ ăn của nó ăn chậm hơn nó ăn chậm hơn con kia mà nó ăn dai gốm lắm hầu nào nó không ăn được rồi đó đã mơ anh uống thầu dê bò em bó anh uống sướng hàng cứ trinh thái anh thái nó gỗ bò mà anh uống sướng lắm mày quá có anh dẫn xuống cho vô chuồng đứng lên xe nó lạnh nó tạo mưa mưa hầu anh mua ở trên đây hả? Mua dưới trại hả? 17 triệu rưỡi này nuôi lâu mèo rồi thấy phát triển ra sao? Bán rồi. Bán rồi anh? Bây giờ phí nữa. Làm cục bạc như bếp dưới đâu là phí. Thằng công hết rồi mua hết rồi. Đây sợ là nó có trong quá trình mình nuôi mình chăm sóc có như thế nào chứ còn chăm sóc kiểu như anh thì bò thành công hết chứ bò em nói anh bỏ vô rum được con được mà làm hẹm hẹm giờ mà sao không thành công được chuồng đôi chị cũng mới bán thì sao có chuồng trống này được nuôi bò gì không ba? Nuôi bò có. Ủa vô. Ê mà nuôi bò có. Mua 52 triệu nuôi mấy tháng bán 51 triệu hả? Nuôi mình lựa tiếng con giống nó chất lượng mình nuôi lâu dài nó có cái đồng lời cho con nuôi mà. Bách tào lao không là về ơ mình liền. Thì con này nó mẹ đờ ru là con nó nóng có sừng con kia nó có sừng chứ con nó nóng có sừng mày con này nó vô nhìn thấy gớm mua vô dàn chân thấy dàn chân ghiền luôn vậy rồi
Hả? Bảy con đây 17, con kia 19,5 mà cuối cùng hai con đây để cho chị 36 triệu á. Nói 19 tính con này 17 36 triệu. Con nào? Mai giấc qua đấu. Hả? Mai giấc qua đấu. Mai giấc qua đấu. Nuôi dưỡng cho đấu lộ chó ra được. Con nào đấu con lỗ đó, hai con ba nó như nó to như con trâu mà. Thì anh mới mua được cho bữa nó xem gieo luôn. Thôi giờ nó ngọc nhà nhìn cái video anh đấy. À. Rồi cái nhắn là thì em mới điện cho bữa giao luôn. Nó giờ chắc đây anh thải cái anh thấy mình mua này. À, anh nhìn video đó. Điện chắc lượng á. Mẹ đờ ru, ru mẹ tơ. Mẹ đờ ru nhìn cái đầu của ông đờ ru y luôn á. Con này bò đói cũng xúc. Này ăn đi. Thái đầu là đứng trước đầu nữa, mất hồn. Ăn gớm lắm. Ăn chạm thầu mà cứ túc tách ăn miết thầu, ăn cả đêm vậy á. Nào, ổn định. Về cứ dậy ăn uống là lên thôi, không có gì hết. Khỏi suy nghĩ. Mày quá xuống đây có anh em đây hỗ trợ đưa vô chuồng vậy, đứng ngoài xe hết tàu sao mà tàu. Thì mất nè. Dạ. Lính nữa mà. Bởi hôm có lính nữa mà, nay đi có mà nè. Nay nó ở trên nhà trở nó lò bò cho nó công nó mấy công việc tiến quân đồ gì á, nó làm ở xã. Cặp đây anh chọn gì đã chọn đây. Con có cặp đây cho máy cũng qua nó thử kiếm là có con nào nữa không được rồi mà đâu có không cặp đây để tự lựa cho chứ để tự lựa cho khối suy nghĩ cho máy bỏ thay lên mạng đó con kiếm một con thì tha hồ gọi cho đây nó có hai con đây luôn. Để hai con về bò đã lựa từng con rồi mà nên là yên tâm khối suy nghĩ về chất lượng. Quan trọng là mình nuôi như thế nào thôi chứ còn cái chất lượng là ok hết. Con nào còn nói lựa từng con hết. Mẫu con nó có mẫu cái đẹp riêng. Mẫu con nó có mẫu thế riêng. Bò chân thá phải chịu không? Dì là bình thường. Anh dài gốm lắm nha. Anh nhỏ mà anh dài gốm. Nhìn cân đấu lại anh dài. Nuôi cổ nghe mà chết ra khó chứ mà. Hàng đây mà nuôi tầm một năm là nhìn thấy con bò đã. Con nào cũng nói con đã hết. Con kia nó dạng hơn, con này đứng trước đầu nó nhát, nó không dám tới đây. Tới nghe. Cậu mua bò. Rồi giờ chờ bà chú với thôi chứ làm cái gì? Ê, dạ. Dạ, dạ. Dạ, rồi. Để vô nhà phát bạc.